Trời ơi. Alo Thanh hả? Dạ. Lâu quá không có gặp, khỏe không? Dạ khỏe. Đang có dự án mới tham gia không nè? Dạ, dự án gì ạ? Tại vì tao đang mới được tài trợ 2 tỷ để quay MV. Nhưng mà cái này phải có yêu cầu. Tại cái MV này hơi nhạy cảm. Chàng Hí nè, trời ơi. Hả? Hả? À vậy hả Thanh? Thanh à. Thanh ơi. Tại vì á đang có người mời tao đóng MV. Nhưng mà bắt tao phải đóng chung với nữ mà đóng cảnh cảnh ôm hôn rồi nắm tay hết nó thích rồi này kia đủ thứ. Không phải, ý là tại vì phim nó yêu cầu như vậy mà tao thấy mày là người phù hợp nhất, tại vì mày mày nữ tính, mày nhu mì, mày ra thế này thế kia. À, đóng cổ trang nha, tại vì tao thấy bữa đóng cổ trang tao mày đóng vui quá nên tao đính rủ mày. Trời, ngày xưa cổ trang của đứa này vui lép của tao. Anh ơi. Không. Thì bây giờ tại vì tiền cũng nhiều mà mọi thứ cũng ok á, thì mày thấy sao, có thấy ổn không? Vai chính thì của tao, còn mày chỉ đóng phụ thôi, hỗ trợ thôi. Anh ơi. Thì đó, thì bây giờ là nhưng mà tại vì người ta chỉ cho mượn có ấy thôi, người ta hứa tiền mày có cho tao mượn được không? Tại vì nói nãy giờ nói cũng hơi ngại. Nếu mà mày tại vì hồi nãy nói tầm bậy bạ mới bị sản á, tại vì cái dự án này lớn quá. À bây giờ có, tại vì cái này tao nghĩ là nên góp vô, thấy mình hùng vô để quay ha. Mày có tiền không? Thì không phải mà, tại vì mày đám cưới mày đẻ con hay cái gì tao cũng có mặt mà, tại vì giờ thì có qua có lại hả? Không có nhiều. Mà một tỷ thôi à. Bị gì vậy? Tan ơi, Tan ơi, tao nói chuyện nghiêm túc mà mày làm cái gì vậy? Hả? Ủa gì vậy? Thôi thì đi bán xe đi, trời ơi, giờ này cho tao thấy cái MV này xong rồi. Cầm đỡ thôi, rồi mấy bữa quay MV xong rồi người ta book quảng cáo này kia, tao mày lên lắm á. Lên hả? Lên, tới nóc luôn. Ghê quá à. Thiệt. Ủa, ví dụ không lên, tao book chiếc xe mà hả? Thì bây giờ là làm ăn thì phải có may rủi. Thích này thích kia. Thôi, tao thấy bằng đũa nhiều hơn, giờ tao cũng nghĩ lại rồi. Thật sự ra là từ đó giờ mày chỉ mới có đi quay MV với tao một lần ha. Rồi mày đi thăm tao lúc tao đẻ ha. Mày đám cưới tao là tổng cộng mới có 3 lần. Mắc gì tao cho mày mượn 1 tỷ, điên hả? Trời ơi, tính ra tổng số phong bì mày chắc chưa được 2 triệu nữa đó. Bây giờ đóng chính được không? Nếu mà mày bỏ tiền, tao đóng phụ thôi, tao đóng hỗ trợ cho mày thôi. Là mày nổi nhất cái MV này luôn á. Tại vì tao lỡ nhận người ta rồi, tao lỡ ký hợp đồng rồi mày ơi. Không có giường chiếu tao, mày đâu có gì đâu chiếu với giường. Rồi tao lỡ nói với người ta là tao sẽ đóng với mày rồi, người ta mới chịu, phải phải là mày nha. Mà phải là tao luôn hả? Ừ. Ơi, MV sao trả góp, trời ơi. Bây giờ quan trọng là câu trả lời dứt khoát thôi, chịu hay không chịu thôi. 1 tỷ nha, 39 chắc chắn nổi luôn, đạo diễn nước ngoài, đạo diễn chuyên luôn, chuyên đạo diễn là chồng tao, tại vì chuyên về những cái MV kiểu như vậy luôn, Nhật luôn, rất là nóng bỏng luôn. Tao chắc chắn là một cú hit lớn. Ủa vậy hả? Ừ. Sao tao nghe thấy màu gì heo heo sao? Bây giờ trả lời cái gì mà heo heo?
Tao thấy hiêu hiêu á, quạnh hiêu á. À vậy hả, tưởng nó tim heo heo cái gì. Thấy thúi thúi giống như có gì thúi thúi quăng cho tao ấy. Bây giờ có ok giờ, hay không trời ơi. Giờ mày có xạo hay không tao biết được chứ. Không có xạo, nãy giờ nói chuyện nghiêm túc. Không thấy giọng nghiêm túc. Để tao hỏi anh Khánh rồi. Bây giờ tao phải trả lời tao liền nè. Ừ, nếu vậy thì thôi. Sau này đám cưới, đám con, đám đồ đừng có mời tao nữa nha. Nha, tao không có dính dáng gì để mày nữa nha. Rồi, cảm ơn Thanh nha Thanh.